Các bác xem sông của em này có được không? Đấy, bơi. Nhìn đấy chưa? Bơi ok luôn các bác. Đẹp luôn đấy. Đấy, các bác làm sao cứ thả thế này, xuyên qua ngang lưng đó. Bơi bồng bềnh như con sâm ngoài đời luôn các bác. Đây, còn lưới vạc đây. Đấy, lưới vàng này các bác ơi. Đấy, có nhìn cái đầm này được không? Đấy, các bạn nào có nhu cầu nhé, buôn lưới mua vạc mồi hoặc sâm giả hoặc vịt trời giả nhé, em có hết không ạ? Đấy, nào cần loại gì em sẽ cung cấp hết cho các bác nhé, từ lưới cho đến những con mồi giả. Em bác nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại thường em để trên góc màn hình của video đấy. Em chào toàn thể các bác và hẹn các bác video tiếp theo nhé.